Chào mừng với quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần. Và tôi là Phạm Việt Duy. Thì hôm nay thì do một số cái lý do về cái lịch công tác cho nên là chúng tôi đã chuyển cái chương trình này lên một hôm là 2 giờ 30, là sớm hơn một tiếng so với cả thường lệ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về công ty cổ phần Vincom Retail, mã cổ phiếu là VRE. Và đồng hành với tôi ngày hôm nay là bạn Bách đến từ bộ phận research của VN Direct và đang cover nhóm ngành bán lẻ. Và như mọi chương trình khác thì hôm nay tôi sẽ đi qua các phần là tổng quan về mã cổ phiếu này. Thì VRE được thành lập vào năm 2012, vốn điều lệ hiện tại ở trên thị trường chứng khoán là 23.288 tỷ. Và ban lãnh đạo của VRE thì có 3 nữ và 1 nam. Và đây là một số cái thông tin sơ bộ của VRE. Thì hiện tại là họ đang có 80 trung tâm thương mại kinh doanh chính trong lĩnh vực là bán lẻ, và hiện tại thì là cái số lượng trung tâm thương mại của họ là đã được phủ đến là 43 tỉnh thành trên cả nước, và có 60% tổng diện tích sàn bán và 70% doanh thu là của họ là sẽ đến từ là các chuỗi cửa các trung tâm thương mại ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái ROE của VRE thì cũng có cải thiện qua thời gian, thì hiện tại là đang ở mức là từ 8 cho đến 10%. Và cái kết quả cái tăng trưởng kinh doanh thì cũng có cải thiện, và đỉnh là 2018, và hiện tại là do cái tình hình Covid cho nên là thành ra là vẫn chưa có tăng trưởng tốt trong những năm vừa rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ nói 3 điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu VRE trước khi bạn Bách sẽ đi sâu hơn vào cái luận điểm này. Thứ nhất đấy là triển vọng tích cực cho ngành bán lẻ và bất động sản tại Việt Nam. Thứ hai là quỹ đất bất động sản bán lẻ của VRE là vượt trội so với cả các đối thủ khác trong ngành. Và cuối cùng là mối quan hệ của VRE cùng với cả những công ty khác trong cùng tập đoàn mẹ Vingroup thì sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái giúp cho họ có cái lợi thế cạnh tranh so với cả những đối thủ khác. Thì bây giờ mời Bách có thể trình bày cho quý nhà đầu tư nghe về cái luận điểm tích cực đầu tiên. Cảm ơn Duy. Thì triển vọng của ngành bán lẻ của Việt Nam của mình thì rõ ràng là mọi nhà đầu tư có thể thấy được là nó rất là khá là tiềm năng, nhất là trong cái giai đoạn mới khi mà tăng trưởng của thu nhập của Việt Nam mình, như các bạn có thấy bên cái chart bên phải, đó là tăng trưởng thu nhập của Việt Nam mình đang ở tương đồng với cái mức thu nhập của Philippines và Thái Lan ở trong cái thời kỳ bùng nổ nhất. Và cái cơ cấu của dân số của mình đang là cơ cấu độ tuổi vàng, với cái 68% số dân trong cái giai đoạn độ tuổi đó là từ 15 đến 64 tuổi, thì nó sẽ kích thích cho cái khả năng tiêu dùng cũng như là tiềm năng cho các cái công ty mà bán lẻ họ duy trì được cái kết quả kinh doanh tốt, và từ đó thì kích thích cho cái việc đó là VRE có thể mở rộng quỹ đất cũng như là cho thuê thêm mặt bằng bán lẻ của mình. Thì nếu mà so sánh trong khu vực thì mọi người có thể dễ dàng thấy đó là cái tỷ lệ mà diện tích bán lẻ trên mỗi người dân ở giai đoạn này của Việt Nam mình rất là thấp. Như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì chỉ có 0,1 mét vuông trên mỗi người, trong khi nhìn lại các cái thành phố trong khu vực, thành phố lớn á, thì chúng ta có thể thấy đó là cái tiềm năng mà để cái diện tích này nâng lên nó rất là nhiều đó. Cho nên là về mặt xét về tiềm năng của ngành bán lẻ trong thời gian tới, ít nhất là trong 10 năm tới, thì chúng tôi cho rằng đó là việc công ty VRE có thể tận dụng được cái tiềm năng tăng trưởng này là một điều gọi là rất mạnh mẽ. Về ý thứ hai về mặt tích cực mà VRE đang được gọi là đang có lợi thế so với các công ty khác. Ông cho tôi slide tiếp theo. Ok. Tôi muốn hỏi thêm cái là cái tỷ lệ mà Hồ Chí Minh với Hà Nội hiện tại là 0,1 trên đầu người ấy. Thì tức là hiện tại là cái tỷ và cái số diện tích là phục bán lẻ, cái trung tâm thương mại mà để phục vụ cho con người ở Hồ Chí Minh với cả Hà Nội là ít so với cả Singapore với Bangkok, đúng không? Và nghĩa là nếu mà giả sử như là hiện tại là có 10 trung tâm thương mại ở Hà Nội thì cái số lượng trung tâm thương mại có thể lên thêm 10 lần nữa. Đúng. Thì nếu mà so sánh ở những cái thành phố trong khu vực thôi, chẳng hạn như Jakarta và Manila thôi, thì chúng ta có thể nhân 5 cái diện tích so với hiện tại, thì rõ ràng đó là đây là một cái tiềm năng khá là đáng kỳ vọng cho cái mảng đó là bán lẻ bất động sản này. Bất động sản bán lẻ. Ngoài ra nữa thì là ở trong cái này thì chúng tôi có đề cập đến là một cái nữa là về cơ cấu
dân số vàng thì hiện tại là có 68% dân số của Việt Nam là đang trong độ tuổi từ 15 cho đến 64. Thì cái độ tuổi và chúng ta có thể nhìn thấy là cái mức thu nhập của Việt Nam hiện tại là khá tương đồng với cả Thái Lan và Philippines ở những cái thời kỳ mà nền kinh tế chuẩn bị bùng nổ, và sau đấy thì là sẽ tăng rất là mạnh, thì nó sẽ kích thích tiêu dùng rất là nhiều và nó sẽ là cái cơ hội cho VRE để có thể phát triển cái mạng lưới bán lẻ của mình. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang cái phần thứ hai, đấy là cái quỹ đất bất động sản của VRE thì vượt trội so với cả những đối thủ khác, thì Bách có thể chia sẻ thêm với cả quý nhà đầu tư. Trong cái giai đoạn khoảng 4 năm vừa qua thì diện tích bán lẻ của VRE gọi là tăng trưởng thần kỳ, khi mà tăng từ 1 triệu mét vuông sàn bán lẻ lên 1.7 triệu mét vuông sàn bán lẻ trong tính đến cuối quý 1 năm 2021 này, thì rõ ràng cho thấy đó là với cái một cái sức tăng trưởng về cái diện tích đất cho thuê, diện tích mặt bằng bán lẻ cho thuê cũng như là độ bao phủ của VRE khi mà họ phát triển ra được 43 tỉnh thành trên tổng số 64 tỉnh thành hiện tại, 80 trung tâm thương mại, trong đó tập trung cao điểm là ở các cái trung tâm kinh tế lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì tiềm năng này vẫn tiếp tục được gọi là có thể được mở rộng trong tương lai khi mà VRE họ đưa ra một cái kế hoạch đó là xây dựng gần như gấp đôi cái diện tích mặt sàn bán lẻ cho tới trong vòng 5 năm tới là từ 2021 đến 2026. Thực ra thì với cái diện tích 3 triệu mét vuông như kế hoạch hiện tại thì mình thấy đó là nó rất là khả thi, tại vì trước đây khoảng đầu năm 2020 họ đã từng có kế hoạch đó là mở rộng lên đến tận 5 triệu mét vuông sàn bán lẻ trong năm 2020 cho đến năm 2026. Tuy nhiên là do dịch Covid cũng như là tác động đến ngành bán lẻ khá là nặng nề thì họ chỉ có giới hạn, họ giảm đi lại cái kế hoạch sẽ còn khoảng 3 triệu mét vuông sàn. Và nhưng mà dù sao con số này cũng rất là lớn đối với một cái công ty kinh doanh bất động sản bán lẻ như VRE, khi mà hiện tại chúng ta có thể thấy đó là từ 1,7 triệu mà có thể tăng lên tới 3 triệu mét vuông sàn, thì là một cái tiềm năng khá lớn trong tương lai. Vậy thế là theo cái luận điểm này thì nghĩa là cái số diện tích mà VRE kinh doanh trung tâm thương mại thì nó sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới. Có phải ý là như vậy đúng không? Cái timeline này. Và, đúng rồi, và nếu mà như vậy thì cái lợi nhuận nó có tăng trưởng tương ứng không hả Bách? Thực tế thì trong cái giai đoạn mà trước Covid đó, thì hầu như hàng năm VRE đều tăng cái giá thuê mặt bằng. Okay. Tuy nhiên là đối với cái giai đoạn này thì giá thuê mặt bằng có thể sẽ chậm lại trong vòng 1 đến 2 năm. 2 năm có nghĩa là sẽ không có tăng cái giá thuê mặt bằng. Sau đó thì sẽ quay lại cái giai đoạn tăng giá. Đó là cái về mặt giá. Còn về mặt diện tích thì rõ ràng như ngày giờ mình trình bày thì nó sẽ tăng lên gần như gấp đôi. Thì do đó là doanh thu kỳ vọng từ cái mảng đó là cho thuê bất động sản bán lẻ có thể gấp đôi như vậy. Và đặc biệt là có một ý nữa đó là VRE hiện tại đang tập trung vào phát triển các cái trung tâm thương mại Vincom Megamall. Có nghĩa là trong những cái trung họ sẽ phát triển những cái trung tâm tích hợp đối với các khu dân cư phát triển của Vingroup. Do đó là những cái trung tâm này là hướng đến đối tượng đa đối tượng, nhưng mà với cái mức giá thuê nó cao hơn hẳn so với các cái loại hình bất động sản còn lại của VRE như là Vincom Plaza, Vincom Plus hay là Vincom Center. Do đó thì đây là cũng là một cái yếu tố để thúc đẩy gọi là giá thuê trung bình của VRE trong vòng 5 năm tới. Vâng, vậy là theo như luận điểm thứ hai của chúng tôi thì cái số lượng đất mà sẽ khai thác bất động sản của VRE sẽ tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm tới. Cùng với đấy thì là có thể là triển vọng về tăng giá cho thuê trong vòng 2 năm tới thì sẽ chưa thể tăng ngay bởi vì do dịch Covid, nhưng mà sau đấy thì 3 năm sau thì hoàn toàn có thể là sẽ tăng giá thường xuyên. Và sau đấy thì ngoài ra nữa thì là VRE cũng triển khai những cái loại hình cho thuê bất động sản mà cao cấp hơn sẽ giúp cho họ có được cái giá cho thuê tốt hơn. Thì qua đây thì chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng là cái doanh thu nó cũng sẽ tăng trưởng là gấp đôi trong vòng 5 năm tới, hay là lợi nhuận cũng vậy. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm thứ ba mà rất là tích cực đối với cổ phiếu VRE này, thì đấy chính là cái việc là mối quan hệ cộng hưởng hệ sinh thái đa dạng với tập đoàn, với các công ty trong tập đoàn mẹ của Vingroup. Thì cảm ơn Duy, thì cái mình nghĩ đó là một trong những cái mối quan hệ mà với tập đoàn Vingroup, đó là một trong những cái đòn bẩy khá lớn cho VRE, không những là về mặt tài chính
khi mà mình có thể tận dụng được cái mối quan hệ của tập đoàn để mà kiểm soát được cái dòng vốn, mà nó còn liên quan đến các sản phẩm cộng hưởng mà VinGroup cũng như là Vinhome có thể mang lại cho VRE. Thì như hồi nãy mình đã trình bày thì chiến lược sắp tới của Vincom Retail đó là họ sẽ tập trung mở các Vincom Mega Mall, mà ở đây họ sẽ tập trung mở ở những cái khu dân cư phát triển mới mà Vinhome triển khai. Thì có thể hình dung đó là Vinhome đến đâu thì sẽ có mọc lên những cái trung tâm bán lẻ của Vincom Retail đi đến đó. Và như vậy thì với những cái trung tâm bán lẻ có thể quy mô lên đến 200.000, 100 đến 200.000 người, thì tiềm năng sắp tới của Vincom Retail nó sẽ song hành cùng với cái sự phát triển của các khu đô thị mà VinGroup mang lại cho mọi người. Thì như mọi người có thể thấy đó là VinBus hỗ trợ rất tốt cho cái việc di chuyển cho các người dân trong cái khu các khu khu sinh sống mà Vinhome xây dựng. Và các công ty con liên kết cũng hỗ trợ một phần lên đến tận 29% diện tích cho thuê của VRE. Thực tế thì cái tỷ lệ này đã giảm đi một phần vào đầu năm 2020 sau khi VinPro mà kinh doanh về cái sản phẩm điện tử họ rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên thì cái mức tỷ lệ cho thuê của VRE vẫn duy trì ở mức trên 80% cho tới hiện tại, mặc dù có COVID. Vâng, thì đấy là cái điểm mà chúng tôi đưa ra là có phần tích cực cho cổ phiếu VRE, và như quý vị đã thấy thì là với cái hệ sinh thái như này thì họ sẽ giúp cho cái việc là di chuyển đến các trung tâm thương mại của VRE thuận tiện hơn. Ngoài ra nữa thì là cái nhu cầu mà sử dụng trung tâm thương mại của VRE cũng sẽ cao lên. Qua đấy thì là nó sẽ giúp cho VRE là hoàn toàn có thể là có được cái mức giá cho thuê mặt bằng cao so với các đối thủ khác. Thì đấy là ba cái điểm tích cực của chúng tôi ngày hôm nay đối với cả cái cổ phiếu VRE này. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang ba cái luận điểm tiêu cực của ngày hôm nay. Là thứ nhất là cái việc là dịch bệnh COVID hiện tại đang kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là chiến lược tập trung vào cái mảng bán lẻ và giảm chỉ tỷ trọng mảng chuyển nhượng bất động sản. Thì mặc dù là như quý vị đã biết thì là cái sản lượng, cái diện tích cho thuê của VRE thì sẽ tăng gấp đôi, giá bán thì cũng có kỳ, cái giá cho thuê thì cũng kỳ vọng tăng. Tuy nhiên thì cái lợi nhuận đến từ việc là chuyển nhượng bất động sản của những năm trước thì của VRE sẽ không còn nữa, thì cái này nó sẽ khiến cho doanh nghiệp là có thể là sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đến cái tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Và cái lý do cuối cùng mà chúng tôi đưa ra mà chúng tôi không thích đấy chính là cái định giá của VRE chưa thực sự là hấp dẫn. Thì đối với cả cái rủi ro đầu tiên thì đấy là rủi ro dịch bệnh COVID kéo dài, thì chúng tôi có một số cái liệt kê của chúng tôi của những trong quá khứ, thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là cái quý 2 năm 2020 và quý 3 2020 là khi mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID thì cái doanh thu và cái lợi nhuận sau thuế của VRE là giảm rất là mạnh so với cả cùng kỳ. Thì cái việc này, và chúng ta cũng đã biết rằng là Hà Nội với cả Hồ Chí Minh thì cũng đang ở trong cái trạng thái gọi là không thể nào mà đi shopping được trong cái tháng 6 vừa rồi và tháng 5. Và cái việc này, và như chúng ta đã biết thì cái doanh thu của công ty này cho thuê thì là 60 đến 70% là đến từ hai cái địa bàn này, thì cái điều này nó sẽ làm ảnh hưởng rất là mạnh đến cái kết quả kinh doanh quý quý 3 à quý 2 năm 2021. Và chính vì là cái dịch COVID này thì như chúng tôi đã chia sẻ thì cái giá cho thuê của Hà Nội và Hồ Chí Minh cũng sẽ khó có thể tăng được trong 1 2 năm tới. Thì cái điều này thì Bách có thể cho quý nhà đầu tư biết thêm rằng là nếu mà tính cả ảnh hưởng của dịch COVID và vào cái đợt vừa rồi thì cái năm 2021 này doanh thu và lợi nhuận của VRE sẽ tăng trưởng ra sao và kỳ vọng trong các năm tới sẽ thế nào? Thực ra thì cái đợt COVID này chưa phản ánh vào trong cái model, nhưng mà xét trong năm 2020 thôi á thì VRE đã hỗ trợ lên đến tận 865 tỷ lận trong vòng quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2020 để mà hỗ trợ các người thuê nhà, thuê Minh Duy. Đối với cái đợt dịch COVID này á, thì trong năm 2020 VRE đã hỗ trợ với tổng cái giá trị hỗ trợ là lên đến 865 tỷ đồng cho các người thuê trong các khu thương mại. Thì cái thực tế mà nói thì đây chính là khoản giảm cái chi phí thuê
thì khiến cho đó là cái giá thuê mặt bằng mang danh cái giá thuê mặt bằng danh nghĩa nó sẽ không giảm, nhưng mà về bản chất thì nó sẽ giảm thông qua cái gói hỗ trợ này. Thì đối với cái đợt dịch Covid mới nhất, bởi vì đợt dịch mình roll back lại cái đợt dịch Covid vào tháng 1 vừa qua, thì VRE không phải đưa ra bất kỳ cái gói hỗ trợ nào. Tuy nhiên đến đợt dịch này thì như mức độ tác động của COVID-19 đến cái tình hình xã hội nó khá là lớn, khiến cho thành phố Hồ Chí Minh phải giãn cách xã hội tổng cộng đó là 30 ngày. Thì như vậy đồng nghĩa với việc đó là các trung tâm đóng thương mại phải họ không hoạt động được trong vòng 1 tháng. Thì tương ứng với nó thì sẽ là những cái khoản hỗ trợ tiếp theo mà VRE sẽ phải hỗ trợ cho các người thuê nhà, người thuê ở trong trung tâm thương mại. Thì nhưng mà cái giá trị thuê nó là cái vấn đề quan trọng nhất cho tới hiện tại. Thì nếu mà ước tính chúng ta ước tính là khoảng là VRE sẽ hỗ trợ khoảng 300 tỷ cho đợt Covid này cho các người thuê nhà, thì dự kiến đó là net profit của họ sẽ không có đạt được cái sự hồi phục mạnh mà chúng tôi dự đoán là chắc khoảng đâu đó khoảng tầm 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế cho năm 2021, nếu như trong trường hợp đó là trong cái quý này VRE họ hỗ trợ đâu đó khoảng tầm 300 đến 400 tỷ. Đó À, là cái một thì cái sơ lược. cái việc hỗ trợ từ 300 khoảng 300 tỷ cho cái giai đoạn này là chúng tôi lấy tham chiếu là trong cái quá khứ năm 2020 thì VRE cũng đã hỗ trợ khoảng 600 tỷ cho khách thuê vào quý 1 và quý 2, và chúng ta thì cũng đã biết là cái đợt dịch Covid đấy thì là cái đợt là giãn cách xã hội nó rộng và lớn hơn, nghĩa là nó xuyên suốt cả một quý luôn, còn hiện tại là mới chỉ là có giãn cách có 1 tháng thôi, cho nên là thành ra là cái con số 300 cũng là một cái con số tương đối lớn và khá là thận trọng cho cái kết quả kinh doanh của họ, và chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng là cái hỗ trợ này nó có thể ít hơn và hiện tại thì chúng ta chưa có cái thông tin chính thức cho cái việc đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ sang một cái rủi ro thứ hai của như tôi phân tích ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái là năm 2022,8%, nghĩa là cái việc bên cạnh là việc VRE cho thuê các mặt bằng kinh doanh bán lẻ thì họ cũng có chuyển nhượng những cái bất động sản khác để tạo ra thêm doanh thu và lợi nhuận, thì trong tương lai thì cái kế hoạch của doanh nghiệp là sẽ không có đẩy mạnh cái mảng này nữa, nó sẽ bớt chuyển nhượng bất động sản đi, và qua đấy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái doanh thu lợi nhuận. Thì Bách có cái ý kiến gì về cả cái rủi ro này không? Thực ra đây cũng không phải là rủi ro mà nó là chiến lược phát triển của VRE. Tuy nhiên thì chiến lược phát triển này lại ảnh hưởng đến cái sự gọi là tăng trưởng khi mà mình mất đi một khoản thu nhập khá đáng kể. Thì như Duy cũng đã nói đó là chiếm khoảng đâu đó khoảng tầm 25% tổng doanh thu. Thì nếu mà giả sử như cái mảng này nó bớt đi thì rõ ràng đó là kết quả kinh doanh của VRE cho các năm tới nếu nó sẽ tác động không nhỏ đến cái kết quả kinh doanh của VRE. Đấy, thì Bách có thể chia sẻ thêm là cái doanh thu của cái mảng này so với cả cái doanh thu của việc là cho thuê bất động sản, à cái biên lợi nhuận ấy, của hai cái mảng này thì nó có tương đương nhau không? Thì giả sử như là nếu mà giả sử như là bảo rằng là nếu mà bây giờ không còn cái chuyển nhượng bất động sản này nữa thì cái lợi nhuận của VRE những năm tới sẽ chỉ bằng 75% so với cả bây giờ thôi. Thì giả sử như là Duy có nhìn thấy là cái ROE của doanh nghiệp là những năm trong quá khứ là chỉ khoảng 10%, mất thêm 25% ở đây nữa thì cái ROE lúc đấy chỉ còn khoảng 7,5%. Thì không biết là cái việc là tăng thêm cái diện tích cho thuê trong quá khứ thì và sau đấy thì là có tăng giá triển vọng tăng giá cho thuê thì ROE của doanh nghiệp trong 5 năm tới sẽ thế nào? Xét về cái biên lợi nhuận gộp đó, thì hiện tại mảng cho thuê vẫn là mảng mang lại doanh thu cũng như là lợi nhuận gộp lớn nhất cho VRE với lợi nhuận gộp đâu đó khoảng 45 trên 45%, trong khi doanh thu mảng trong khi mảng chuyển nhượng bất động sản thì đâu đó chỉ khoảng tầm 30 đến 40% biên lợi nhuận gộp thôi. Thì như thế việc mất nó cũng sẽ thực ra là cái việc gọi là mất thì không phải hẳn là mất mà là họ có kế hoạch để giảm dần. Có nghĩa là họ sẽ bớt phụ thuộc dần vào cái việc doanh thu chuyển nhượng bất động sản mà sẽ tập trung vào việc cho thuê mặt bằng bất động sản bán lẻ.
Thì như như những cái luận điểm tích cực đầu tiên á, thì diện tích sàn dự kiến diện tích sàn mà trong giai đoạn tới của VRE thì họ có một cái pipeline khá là mạnh về mặt tăng diện tích sàn, thì như thế cái tăng cái việc diện tích sàn nó sẽ bù đắp được lại cái phần giảm dần về chuyển nhượng bất động sản. Thì đây là một trong những cái làm cho VRE sẽ làm gọi là smooth hơn, làm mượt hơn cái kết quả kinh doanh của họ khi mà giảm dần cái doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Vâng, và nếu mà theo một cái góc nhìn khác của Duy thì ví dụ như là giả sử là Duy nhìn nhìn là một nhà đầu tư trung lập, mà Duy nhìn thì Duy thấy là cái chuyển nhượng bất động sản này thì không biết là Bách có cái doanh thu mà có cái list là những dự án đã được chuyển nhượng trong năm 2020 của VRE không, và chuyển nhượng cho đối tác nào, và không biết là cái việc chuyển nhượng này thì nó có đảm bảo là cái giá fair cho nhà đầu tư khi nắm giữ VRE không. Giả sử như là cái mảnh đất đấy là trị giá là khoảng tầm 1.000 tỷ chẳng hạn, nhưng mà VRE lại sẽ chỉ chuyển nhượng với cái giá trị là khoảng 900, thì cái điều này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái tài sản của nhà đầu tư. Thì Bách có ý kiến gì về cái việc này? À, thực ra thì họ chuyển nhượng bất động sản ở đây đó là chuyển nhượng các sản phẩm shop house mà được phát triển ở trong các ở trong ở đi cùng phát triển với các trung tâm thương mại. Thực tế thì VRE họ có phát triển thêm các chuỗi shop house ở trong các khu vực như là Mỹ Tho, Bạc Liêu và các tỉnh và các nơi mà họ xây dựng trung tâm thương mại, và họ tiến hành bàn giao những cái shop house đó cho những người khách hàng, đó là những nhà bán lẻ. À, Thì dạ vâng. những người họ kinh doanh shop house, những người họ kinh doanh bán lẻ, do vậy thì việc mà duy trì được cái biên lợi nhuận khoảng đâu đó 30-40% là một cái biên lợi nhuận khá đáng kể và hỗ trợ cho VRE và nhà đầu tư. Mà theo Bách thấy đó là nhà đầu tư sẽ không có thiệt về trong cái vấn đề này. Vâng, cảm ơn cái sự chia sẻ rất là chi tiết của Bách đối với cả cái mảng này. Thì bây giờ mình sẽ sang với cả cái luận điểm cuối cùng, đấy là thì Duy có nhìn thấy là cái định giá cái P/E của VRE hiện tại là khoảng là 28 lần so với cả những cái mã khác trên sàn chứng khoán như là MWG hay PNJ, thì là cao hơn rất là nhiều. MWG với PNJ cũng là cái cổ phiếu bán lẻ đấy ạ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái ROE, ROA của doanh nghiệp thì cũng chỉ ở mức là gần 10% thôi, trong khi MWG với PNJ thì ROA của họ, ROE của họ đều trên 20%. Thì nhìn thấy ở đây là định giá thì đắt gấp đôi nhưng mà cái hiệu quả, vâng, thì Bách sẽ có cái quan điểm như nào về cái việc này, và thế thì hiện tại là bên VN Direct là đang định giá cái cổ phiếu này là cái mức giá mục tiêu là khoảng bao nhiêu đồng cổ phiếu, vâng. Liên quan đến việc định giá của VRE thì thực tế mà nói, mình so sánh với các doanh nghiệp bán lẻ khác thì nó cũng không fair lắm cho VRE, vì cái bản chất tình hình kinh doanh và đặc điểm kinh doanh của mỗi công ty là khác nhau. Đối với cái việc mà định giá thì hiện tại bên phân tích của VN Direct đang định giá là với phương pháp đó là chiết khấu dòng tiền, là giá mục tiêu là 38.000. Thì đây là một trong những cái giá mục tiêu gọi là kỳ vọng đối với VRE khi họ có thể phát triển được cái quy mô quỹ đất đường theo cái pipeline của họ là lên khoảng tầm 3 triệu mét vuông sàn vào năm 2026. Thì nếu như chúng ta nhìn xa hơn, có nghĩa là vượt qua được cái dịch bệnh này cũng như là nhìn xa hơn về cái tiềm năng, rõ ràng là cái tiềm năng của VRE trong cái sự tăng trưởng bán lẻ của Việt Nam mình rất là tốt, thì cái việc định giá bằng PE hiện tại nó cũng gọi là tạm thời là fair thôi, chứ không phải đó là một cái mức định giá quá cao và không hấp dẫn nhà đầu tư. Cho nên là nếu như mà muốn sở hữu một cái cổ phiếu mà họ có một cái quỹ đất đất mà rất là dồi dào và gọi là đặc trưng ngành của nó, họ cũng rất là thị phần rất là lớn đối với cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bán lẻ, thì VRE cũng là một lựa chọn khá hợp lý. Bổ sung thêm, nếu như mà chúng ta so sánh PE của VRE so với các cái công ty khác mà gọi là cùng cùng ngành kinh doanh bất động sản bán lẻ trong khu vực, thì thực tế mà nói cái mức định giá PE khoảng tầm 22 đến khoảng 22 đến 40 lần là một trong những cái mức định giá mà gọi là hợp lý đối với các cái doanh nghiệp bán lẻ bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bán lẻ như hiện tại. Cho nên là đồng ý với Duy, đó là PE của VRE
so với các doanh nghiệp như là Glista thì nó có thể là sẽ không hấp dẫn. Nhưng mà xét về bản chất thì thực ra định giá của VRE cũng không gọi là quá quá không hấp dẫn như vậy đâu. Vâng, thì tôi cũng muốn thay Bách thì sẽ giải thích thêm cho quý nhà đầu tư về cái việc là tại sao mà chúng tôi nói là cái PE của VRE 27.9 thì cũng không phải là quá là không hấp dẫn so với cả những cái đối thủ như là MWG với P&J. Thì chúng ta cần phải hiểu kỹ hơn cái business model, nghĩa là cái kinh doanh của các công ty này. Thì ví dụ như MWG với P&J thì họ sẽ chỉ xây các cửa hàng rất là bé thôi, tầm 2 tỷ hay 3 tỷ, rồi sau đấy là họ sẽ có thể là triển khai ngay và tạo ra doanh thu ngay. Nhưng mà VRE thì chúng ta đều đã biết là xây trung tâm thương mại, và trung tâm thương mại thì sẽ là những cái dự án rất là lớn, nên có thể lên đến 1.000 tỷ. Và những cái dự án đấy thì nó sẽ cần thời gian để triển khai và nó sẽ không thể nào ngay lập tức ghi nhận được cái doanh thu và lợi nhuận. Và như chúng tôi cũng đã chia sẻ thêm thì họ có 80 trung tâm thương mại và trải dài khắp 43 tỉnh thành, thì những cái trung tâm thương mại này sẽ cần thời gian để có thể là thực sự là kinh doanh hiệu quả và là thực sự là lấp đầy được hết cái chỗ thuê cho thuê đấy. Và chính vì như thế cho nên thành ra là nhìn ở cái mặt cái giai đoạn hiện tại thì là cái PE của họ là sẽ là chưa là dùng vốn được hiệu quả trong, nhưng mà khi mà trong tương lai thì trong vài năm tới thì khi mà các cái trung tâm thương mại kia được triển khai đầy đủ và bắt đầu đi vào hoạt động thì cái nguồn vốn này nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn và cái ROE của doanh nghiệp sẽ được cải thiện. Thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi nói rằng là lý do vì sao mà VRE 27.9 PE này thì cũng không phải là quá là đắt so với cả những cái doanh nghiệp khác. Ngoài ra nữa thì là nếu mà so cái chỉ số PE của VRE với những cái doanh nghiệp cũng về trung tâm thương mại mà ở trong khu vực thì là cũng là đang ở cái mức hợp lý, là đều trên 20 lần. Và sau đây thì tôi sẽ tổng kết lại những cái thông tin của ngày hôm nay của chúng ta về cái cổ phiếu VRE này. Thì đấy là thứ nhất là về vĩ mô thì chúng tôi sử dụng cái phương pháp là 4M để có thể tổng kết cho quý nhà đầu tư. Thì thứ nhất là 4M ở đây là sẽ là meaning macro, nghĩa là vĩ mô hay là ý nghĩa của cái ngành này. Moat thì là cái lợi thế cạnh tranh, management thì là chính là ban lãnh đạo, và marginality and catalyst thì nó sẽ chính là cái việc là mình đầu tư vào đây thì định giá nó sẽ thế nào và trong tương lai thì mình đang kỳ vọng cái gì nó sẽ làm tăng giá của cổ phiếu. Thì đối với cả cái meaning macro thì chúng tôi thì cái việc là triển vọng vĩ mô sẽ thúc đẩy, ngoài ra nữa thì là cái việc là dịch bệnh Covid kéo dài thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm bán lẻ này. Đối với cả cái lợi thế cạnh tranh thì chúng ta cũng đã phân tích qua những cái đặc điểm của nó, đấy là chính là về việc là vị thế của VRE là cái nhà phát triển trung tâm thương mại lớn nhất về quỹ đất số 1. Ngoài ra nữa thì là họ cũng có cái hệ sinh thái của Vingroup giúp cho cái việc là cho thuê giá mặt bằng có thể cao hơn. Thì còn đối với cả rủi ro trong việc cạnh tranh thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là họ sẽ phải cạnh tranh với cả những cái trung tâm thương mại khác, ví dụ như là Lotte, Big C, Aeon, Mall hay là Circle K. Và ngoài ra nữa thì họ còn bị chịu rủi ro là cạnh tranh bởi thương mại điện tử. Thì cái rủi ro này thì cũng có rất là nhiều bên nhắc tới, nhưng mà chúng tôi lại không đưa vào là một trong những rủi ro chúng tôi quan ngại nhất ngày hôm nay. Tại vì do là chúng tôi thấy rằng là cái thói quen mua sắm ở trung tâm thương mại nó sẽ không hoàn toàn là bị cạnh tranh bởi cái thói quen mua sắm qua thương mại điện tử, bởi vì do dù sao thì việc người ta đến trung tâm thương mại để mà shopping thì cũng là một cái thú vui để giải trí cuối tuần chứ không phải là đơn thuần chỉ là việc là nhu cầu mua sắm bình thường. Và cái đối với cả management chúng tôi chưa nhận ra cái điểm tiêu cực nào của cổ phiếu, còn về tích cực thì đây là những cái ban lãnh đạo mà rất là dày dặn trong cái lĩnh vực bất động sản. VRE thì lại là công ty con của Vingroup thì sẽ tận dụng rất là tốt cái hệ sinh thái của Vingroup này. Ngoài ra thì cũng có một cái quỹ đất rất là lớn so với cả các đối thủ. Và đối với cả cái việc định giá thì hiện tại là chúng tôi đang định giá cổ phiếu này khoảng tầm 38.000 đồng một cổ phiếu. Và ngoài ra nữa thì là cái quý 1 này thì sẽ có khoảng là tầm là 3.000 tỷ lợi nhuận, mặc dù là bị ảnh hưởng bởi Covid. Cái điều tiêu cực thì chúng tôi đang nhìn thấy là cái định giá ở đây thì nó chưa thực sự là cái chỉ số PE và ROE nó chưa thể hiện là sự hấp dẫn ngay để quý nhà đầu tư có thể quan tâm đầu tư. Thì đấy là những cái thông tin tóm tắt của chúng tôi về cái cổ phiếu VRE này. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ dành ra 5 phút quảng cáo. Thì hiện tại bên cạnh cái chương trình cổ phiếu 360 độ thì chúng tôi còn có cái chương trình La bàn đầu tư là phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ hai hàng tuần.
nói về các tiêu điểm vĩ mô và cập nhật các thông tin nóng nhất về các kênh tài sản đầu tư cho quý nhà đầu tư nghe. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi có một cái chương trình là tiêu điểm đầu tư, là nhận định các ngành theo hai quan điểm là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Và ngoài ra thì là sẽ chọn ra những cái cổ phiếu mà rất là tiềm năng để mà phân tích, để mà chia sẻ với quý nhà đầu tư, và sẽ được up lên trên YouTube vào lúc 14 giờ thứ tư hàng tuần. Và chương trình thứ ba sẽ là chương trình 360 độ cổ phiếu ngày hôm nay, phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và cuối cùng là một chương trình rất là hot khác, đấy là chương trình đối thoại với PM, thì thứ bảy hàng tuần. Cách 2 tuần thì sẽ có một số. Bây giờ chúng tôi sẽ là sang phần hỏi đáp với các quý nhà đầu tư ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Vũ Cương là: ảnh hưởng của dịch Covid như thế nào đến các trung tâm thương mại của VRE? Thì như chúng tôi đã trình bày với các quý nhà đầu tư thì cái dịch Covid này thì nó sẽ, ví dụ như năm ngoái thì VRE đã phải hỗ trợ là 600 tỷ cho khách thuê của họ, và cái đấy thì là nó sẽ tính vào chi phí và ảnh hưởng đến cái lợi nhuận. Và cái 600 tỷ đấy là cho hai quý, và trong đấy thì có những cái quý mà sẽ phải giãn cách xã hội hoàn toàn. Còn đợt này thì cái việc giãn cách xã hội nó sẽ bớt căng thẳng hơn và nó sẽ không dài như cái đợt trước, và cho nên là thành ra là chúng tôi sẽ thận trọng là ước tính là sẽ khoảng tầm là 300 tỷ đền bù, 300 tỷ hỗ trợ cho khách thuê, và qua đấy thì là cái lợi nhuận năm nay của VRE sẽ ở mức là khoảng tầm 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế nhỉ, bác nhỉ? Ừ, sau thuế. Bổ sung thêm một ý nữa thôi, đó là việc tác động của Covid đợt này đối với giãn cách xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái diện tích mà cho thuê mặt bằng của VRE ở Thành phố Hồ Chí Minh là rơi vào đâu đó khoảng tầm chiếm khoảng tầm 25-30% tổng diện tích cho thuê mặt bằng của cả VRE, cho nên đây cũng là một con số khá là đáng kể. Tuy nhiên là nó cũng sẽ không có tác động nhiều giống như năm ngoái khi mà giãn cách xã hội lên toàn quốc lận, còn năm nay thì chỉ có ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì nó sẽ chỉ tác động khoảng đâu đó khoảng từ 25-30% diện tích sàn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung là năm nay vẫn sẽ có tăng trưởng đúng không? So với đúng cả rồi. Năm ngoái, bởi vì có phục hồi nhờ Covid. Và bạn BBM thì có chia sẻ rằng là cổ phiếu này mình thấy giờ không còn hấp dẫn lắm, không biết có nên mua không, thì Bách có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư về việc này. Thì như chia sẻ nãy giờ, đối với các nhà đầu tư thì VRE là một trong những cổ phiếu mà bị tác động khá nặng. Mình cho là nặng nhất đối với cái dịch Covid, khi mà cái doanh thu của họ bị tác động một cách trực tiếp khi mà các trung tâm thương mại bị đóng cửa hoàn toàn. Nó không như là các công ty bán lẻ khác như MLG hay B&J, là một họ vẫn còn duy trì được những kênh như là kênh online hay là những cái chuỗi như là Bách Hóa Xanh mà vẫn được mở cửa, mà họ hầu như là bị đóng cửa hoàn toàn. Cho nên là đây là trong ngắn hạn thì đây gọi là một cái khó khăn khá lớn đối với VRE. Còn đối với dài hạn, có nghĩa tầm nhìn chúng ta thấy được là tầm nhìn khi mà cửa trên con sóng gọi là tăng trưởng của bất động sản, của bán lẻ tăng trưởng đó, thì VRE vẫn là một cổ phiếu tốt. Vâng, và quan điểm của chúng tôi là cổ phiếu VRE thì trong ngắn hạn thì sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, và do là các dự án cũng chưa triển khai hết, cho nên thành ra là nó sẽ chưa hấp dẫn ngay. Nhưng mà nếu mà nhìn về lâu về dài thì với cái vị thế xung bán lẻ, ngoài ra nữa thì là của Việt Nam vẫn còn rất là tươi sáng, thì đây sẽ là một cổ phiếu mà phù hợp để có thể nắm giữ lâu dài. Và giống như bạn Lê Ngọc Ân có nói thì VRE này tích sản theo D-SIP là hợp lý nhất, thì chúng tôi cũng nhận thấy là cũng sẽ đồng tình với cả cái quan điểm này của bạn. Và đây là ba cái câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta đến với cả cổ phiếu này. Và sau đây thì tôi xin phép là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần trong chương trình lần sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.